Chào mọi người. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thêm cái mẫu hoa mai. Lần trước thì mình đã hướng dẫn các bạn làm mẫu hoa đào rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa mai như thế này. Hoa mai làm thì nó cũng gần giống với hoa đào thôi. Nó khác một chút. Hoa mai ở đây thì mình làm hai màu. Đó là màu vàng và màu trắng. Hoa mai trắng ở miền Bắc và hoa mai vàng ở miền Nam nha. Để làm được cành hoa mai như thế này thì chúng ta cần một số nguyên liệu mà như sau. Trước tiên là chúng ta cần đến giấy nhún màu vàng. Bạn nào làm hoa mai màu trắng thì lấy giấy nhún màu trắng nha. Màu vàng làm cánh hoa này, màu xanh làm lá và màu cam để làm nhụy hoa. Bạn nào mà tìm được cái màu với hoa mai màu vàng thì chúng ta dùng màu cam này, còn với hoa mai màu trắng thì chúng ta dùng màu nhụy màu vàng nha. Hoặc là bạn nào mua được những cái nhụy hoa sẵn như thế này đấy thì càng tốt nha. Ở đây mình sẽ làm hoa mai màu vàng, hoa mai màu vàng nên mình sẽ dùng giấy màu cam. Hoặc là các bạn dùng cái màu nó nhạt hơn màu cam một chút ấy. Ở nhà mình thì chỉ còn giấy màu cam thôi nên là mình lấy giấy màu cam, nó sẽ hơi bị đậm một chút nhé. Tiếp nữa là kẽm cành nhựa loại nhỏ này, thước kẻ, kéo, kìm cắt, kẽm si, băng keo sáp màu xanh và băng keo sáp màu nâu. Khác với hoa đào nha, hoa đào thì chỉ cần băng keo sáp màu nâu thôi, nhưng mà hoa mai thì chúng ta cần thêm băng keo sáp màu xanh nữa. Bông gòn đó, với chỉ buộc đó. Nguyên liệu thì chỉ có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm chi tiết nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm phần nhụy hoa trước nha. Nhụy hoa thì cũng làm tương tự như hoa đào thôi. Các bạn cắt một mảnh giấy nhún màu cam có kích thước là như đây nhỉ, 3 cm, chiều dài là khoảng 3,5 nha. Sau đó các bạn cắt tua rua thôi như làm hoa đào đó. Các bạn nhớ là cắt càng nhỏ thì càng tốt nha. Rồi các bạn dùng tay kéo giãn cái mảnh giấy màu cam này ra. Rồi dùng tay vê nhẹ các đầu. Các bạn vê nhẹ thôi, không nó mỏng quá là nó sẽ bị đứt nữa nha. Sau đó các bạn cuộn. Các bạn được một dải nhụy hoa như thế này. Đó. Tiếp theo nữa là chúng ta làm đến phần cánh hoa nha. Các bạn dùng giấy nhún màu vàng này. Chúng ta dùng giấy nhún màu vàng nha. Có kích thước khoảng chuẩn bị mình một đoạn giấy màu vàng có kích thước là 1,5 nhân với 4,5 nha. Các bạn cắt tạo hình cánh hoa như sau. Cái cánh hoa của hoa mai ấy thì nó hơi khác cánh hoa của hoa đào một chút. Cánh mai thì nó không tròn ở đầu mà nó sẽ hơi thuôn nhọn một chút, nên là các bạn nhớ là cắt cánh hoa mai thì nó hơi thuôn, hơi thuôn chứ không có độ tròn vành như là của hoa mai nhé. Các bạn nhìn mình cắt này. Đó. Chúng ta sẽ được cánh hoa mai. Nó gần như là có hình bầu dục đó. Còn nếu các bạn mà cắt hoa đào ấy thì cánh hoa của nó sẽ như thế này. Mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy nó sẽ khác nhau rõ ràng nhé. Đây là cánh hoa đào này.
Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Một bên là cánh hoa đào, một bên là cánh hoa mai. Các bạn chú ý nhá, cánh hoa đào thì nó sẽ tròn như thế này, còn cánh hoa mai thì nó sẽ hơi thuôn. Ok. À, sau đó thì các bạn dùng tay này kéo giãn ra, các bạn nhớ là giãn hết cỡ nhá, và tạo cho độ cong như thế. Ok, rồi các bạn dùng tay đặt như thế này, các bạn ấn các đầu hoa xuống để chúng ta đã tạo cái độ cong tự nhiên nhá. Các bạn cắt cho mình khoảng 8 cái cánh hoa như thế này nhá. Hoa mai thì mình làm ít cánh hơn hoa đào. Hoa đào càng nhiều cánh thì càng đẹp. Nhưng mà hoa mai thì mình nghĩ thì theo mình quan sát của hoa mai thật ấy thì ít cánh thôi, tầm khoảng 8 cánh là ok. Mình ở đây thì mình đã cắt sẵn các cánh hoa ấy. Thì những cánh trong cùng thì các bạn có thể cắt nhỏ hơn một chút, hoặc là các bạn cắt đều bằng nhau thì cũng không vấn đề gì cả. Hoa mai thì nó cũng không khó, nhìn thì nó cũng cánh nó đều như nhau thôi. Tiếp là mình đến bây giờ là chúng mình sẽ ghép cái phần cánh hoa với nhau nhá. Chúng mình dùng keo sữa này. Các bạn bôi phết keo sữa vào cái đầu kẽm si. Kẽm si thì có kích thước là khoảng 6,5 nha. À, tầm 6,5 là ok. Đó. Các bạn phết keo ở đầu này. Mình làm cái này thì hơi khác hoa đào một chút. Mình hướng dẫn các bạn đây là mình sẽ làm theo cách này. Còn thường thì mình sẽ dùng kẽm si để cuộn nó lại luôn ấy, để cố định vào cái bước sau cùng, chứ mình không dùng keo sữa. Đó. Được phần nhụy hoa như thế này thì tiếp là chúng ta sẽ dùng keo để cố định các cánh hoa lại với nhau. Thì các bên trong các bạn đặt cái cánh sao cho nó cao hơn cái nhụy một chút thôi nha. Đó, như vậy. Những cánh trong cùng thì chúng ta dùng 3 cánh trong cùng trước tiên. Các bạn ghép như thế nào là tùy nha. Bên trong nhiều cánh, bên ngoài nhiều cánh, hoặc là bên trong nhiều cánh, bên ngoài ít cánh, hoặc là bên trong ít cánh, bên ngoài nhiều cánh là tùy các bạn. Hoặc là ở bước này thì các bạn cứ đặt các cánh vào với nhau, sau đó thì dùng chỉ để buộc lại cũng được nha. Đó. Như vậy là chúng ta đã gần hoàn thiện cái bông hoa như thế này rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái phần đài hoa nha. Hoa mai nó khác với hoa đào là nó sẽ có cái phần đài hoa ở dưới như thế này. Còn hoa đào theo mình quan sát, mình xem trên mạng ấy, thì thấy nó cũng không có cái phần đài hoa này. Nhưng mà hoa mai thì nó có nên là mình sẽ làm nhá. Còn bạn nào mà không muốn mất công làm thì không làm cũng được, không có vấn đề sao cả.
Các bạn cắt cho mình một đoạn giấy nướng. Có kích thước là 3,5 nhân với 2,5 nha. Rồi các bạn cắt tạo hình đài hoa. À mình nhầm mất. Mình quên mất mình lại làm cái phần nhụy. Cái phần đài của phần phần nhụy. Đây các bạn cắt một đoạn có kích thước là khoảng 0,5 này. Nhân với 3,5 nha. Rồi các bạn cắt tạo hình cái đài hoa nhỏ nhỏ ấy. Đây. Chúng ta đã tạo được một cái hình đài như thế này. Đầu nó hơi tròn tròn một chút. Tầm mình sẽ cắt tầm khoảng 3 cái đài nhỏ như thế nhá. Mỗi hoa thì tầm 3 đài hoặc là 4 đài cũng được. Tùy các bạn muốn trông hoa nó như thế nào thì các bạn để đài như thế nhá. Ở đây mình làm 3 cái. Sau khi cắt xong thì chúng ta sẽ dùng keo sữa để gắn nó vào cái phần hoa như thế này. Rồi chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn chúng lại, che đi cái phần kẽm xi này luôn. Đó. Rồi bước cuối cùng là chúng ta sẽ dùng cái tay để đẩy cái cánh hoa mai này ra nha. Chúng ta dùng tay chỉnh các cánh hoa sao cho trông nó tự nhiên nhất có thể nhá. Cái hoa này mình làm nó, các cánh nó không được đều nhau lắm nên là nhìn nó cũng hơi buồn cười. Đó. Như vậy là chúng ta đã làm được một bông hoa mai như thế này. Với phần cái phần đài này thì mình làm hơi nhỏ này, các bạn làm to ra một chút nha. Các bạn làm khoảng 4 đến 5 bông hoa mai như thế này trên một trong một cành hoa mai nhá. Đây mình đã làm sẵn các bông hoa rồi. Đây. Mình sẽ làm tầm 5 bông hoa trên một cành nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ làm cái phần búp hoa như thế này. Đó. Mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần búp hoa này nhá. Các bạn chuẩn bị một cái tờ giấy nhún này màu vàng nhá. Có kích thước là 4 cm nhân với lại 4 cm nhá. Rồi các bạn dùng tay kéo giãn nó ra. Ta dùng bông gòn này. Dùng một ít bông gòn. Đặt vào giữa rồi chúng ta vo tròn nó lại. Như này nha. Rồi các bạn dùng kẽm xi này. Chúng ta dùng kèm để uốn cong một đầu của cái cây kẽm này. Dùng keo sữa. Đặt chúng vào đây.
Rồi chúng ta dùng chỉ để cố định lại. Mình chỉ nhá. Ok, như thế này. Chúng ta đã cố định lại cái phần bút. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng một miếng giấy màu vàng. Kích thước thì khoảng là 7,5 nhân với 1,5 nha. Và các bạn chú ý này, dùng tay xoắn nhẹ, hai đặt vào tâm và xoắn nhẹ này, rồi chúng ta dùng tay kéo giãn cái phần bụng nó ra như thế này. Ok, rồi các bạn đặt vào đây và cuộn chỉ lại. Phần giấy thừa thì chúng ta cắt vớt đi một chút. Đó, chúng ta đã được một gần hoàn thiện cái phần búp hoa rồi nhá. Để làm được cái phần búp hoa như thế này thì chúng ta cần cái phần đài ở bên dưới nữa. Thì các bạn cắt một miếng giấy màu xanh nhỏ nhỏ, kích thước khoảng là 2 cm nha. 2 nhân với lại 3. Các bạn cắt tạo hình cái đài hoa nhỏ nhỏ. Gồm có 3 đài. Ok, chúng ta kéo giãn nó ra. Các bạn dùng keo sữa này phết vào các phần đài. Rồi đặt vào cái phần búp hoa này. Đó. Chúng ta dùng tiếp theo là chúng ta dùng băng keo sáp để cuộn lại. Như vậy thì chúng ta sẽ làm thêm khoảng 2 đến 3 cái búp hoa như thế này nữa nha. Rồi, tiếp đấy là chúng ta sẽ làm cái búp hoa như thế này. Thì nó cũng tương tự như làm cái búp hoa này thôi, nhưng mà chúng ta sẽ chụp cái phần xanh lên. Cũng dùng một mảnh giấy màu vàng, đặt bông gòn vào giữa. Dùng kẽm si này đó, đặt như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ dùng một mảnh giấy màu xanh, kích thước khoảng 1,5 nhân với 7 cm nha. Các bạn cũng xoắn nhẹ như thế này. Rồi giãn phần bụng ra. Rồi các bạn cũng chụp lên cái phần đầu nhá. Cái phần đầu của cái búp hoa màu vàng này. Bạn nào mà muốn làm cái búp hoa mà nó chưa hé cái phần màu vàng này thì các bạn dùng cái giấy màu vàng này bằng giấy thay giấy màu vàng với màu xanh nhá, như thế này này. Đó, thì búp hoa này là búp hoa còn nó chưa bắt đầu hé nụ ra nhé. Mình cũng không biết diễn tả như thế nào cho các bạn để hiểu, nên mình dùng cái hoa búp hoa mình đã làm sẵn. Rồi các bạn dùng chỉ để buộc lại, cố định chúng lại. Cuối cùng là chúng ta dùng băng keo sáp để cuốn lại thôi.
chúng ta cũng làm tương tự khoảng 3 cái búp như vậy hoặc là nhiều hơn nha. À, cuối cùng là mình sẽ làm đến phần lá nha. À, lá của hoa mai thì cũng không nhiều lá lắm, cũng gần gần như hoa đào ấy, thì lá của nó cũng tương tự như vậy, thì mình cũng cắt tầm khoảng 10 lá nha. Quên, mình chưa đo kích thước cho các bạn nhỉ. Các bạn cắt những cái lá nó nhỏ nhỏ thôi, kích thước khoảng 1 với 4 cm nhé. Quên mất là mình không cắt sẵn lá nên bây giờ mình phải cắt thủ công như thế này. À, sau khi là mình đã cắt được các phần lá và làm được các phần nhụy này, phần đài và phần hoa, thì chúng ta sẽ vào bước cuối cùng là chúng ta sẽ ghép cành. Hoa mai thì cành của nó thì vẫn là màu nâu nhá. Nhưng mà cái phần hoa này, đài hoa này, các thứ thì nó vẫn là màu xanh. Thì đầu tiên thì mình cũng dùng băng keo sáp để cuốn che cái phần kẽm màu xanh này đi. Các bạn đặt khoảng 3 lá lên đầu nhá. Ok, tiếp đến thì chúng ta sẽ dùng cái phần búp hoa chẳng hạn này. Các bạn thích đặt vị trí như thế nào cũng được, tùy mình nhá. Ở đây mình sẽ đặt như thế này. Cứ xen kẽ một lớp búp rồi lớp cành, búp rồi là lớp hoa nhé. Rồi các bạn chèn thêm lá vào. Đấy, các bạn cứ ghép sao cho đến lúc mà mình hết hoa thì thôi nha. Và cuối cùng thì chúng ta cho thêm các lớp lá này vào. Rồi. Sau khi ghép thì chúng ta sẽ được hình dạng một cành mai như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng tay để chỉnh lại các vị trí cho nó tự nhiên và nó đẹp nhé.
Chúng ta đã được một cành mai như thế này. Các bạn bạn nào mà muốn đặt để cành mai cắm nó thẳng ấy thì các bạn đặt như thế, để như thế này. Còn không thì các bạn dùng tay để uốn cong nó như thế này nhá. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn uốn. Các bạn dùng hai tay đặt như thế này này. Để cây sẽ không bị gấp khúc, rồi các bạn dùng tay để uốn cong nó như thế này. Các bạn cứ làm độ cong như thế nào là tùy nhá. Đó, còn không thì các bạn để thẳng như thế này. Rồi chúng ta cắm vào bình, hay là nếu mà các bạn mà làm được nhiều đấy thì các bạn dùng để làm nhiều, sau đó thì ghép nó thành một cái cây nhỏ nhỏ xinh xinh để treo để trên bàn cũng rất là đẹp nhá. Hoặc là còn không thì các bạn dùng những cái cành này cắm chung với cành hoa đào bằng cách cái clip trước mà mình đã hướng dẫn đấy. Như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong cái cành hoa đào như thế này. Thì chúc các bạn thành công với mẫu hoa đào này nha. À, cành mai. Xin lỗi. Thì chúc các bạn thành công với cái mẫu hoa mai này nha. Bạn nào mà có vấn đề gì lúc làm ấy thì có thể để lại comment ở bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ các bạn. Chúc các bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở các clip sau.